audio video. Chào tất cả các đồng chí, báo cáo các đồng chí buổi chiều muộn ngày thứ bảy 19 tháng Giêng. Đấy. Thì cổ nhân nói là nhất ngôn tứ mã nan truy, đúng không? Tức là lỡ một lời thì bốn ngựa đuổi không kịp. Đấy, nôm na dịch ra là như vậy, dịch kiểu nông dân đấy. Đấy, thì hôm nay mình nói là chiều hôm nay là cái hàng của người thượng đế này lên đường, bắt buộc chiều hôm nay phải lên đường. Đấy. Hàng này gửi tới người thượng đế Nguyễn Văn Ra ở O2/256A, khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Đấy. Tây Ninh là các đồng chí lưu ý là có muối Tây Ninh ấy, muối Tây Ninh mà ăn vã cũng ngon chứ chưa cần ăn với cái gì nhá, ăn vã nguyên. Đấy. Đây này, ở hẻm số 10 quốc lộ 22B. Đấy. Tojimi BA9200. Đấy, tích hợp 20 cần gà, tức là tích hợp nguyên một cái lọc xì mini ở trong này nhá. Đấy, 12 sò than lớn, sản phẩm lão đại tiên dục. Con này nghe nhạc thì thôi sướng phải biết. 11 kg. Đây, 11 kg. Thì hôm nay có một sản phẩm thôi, còn cái sản phẩm con bồ rẻ kia gửi đi Bắc Giang thế nhưng mà tìm mãi chả thấy địa chỉ của người thượng đế, thế là đành lại phải để đến ngày mai vậy nhá. Đấy. Thôi đây, cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.